tái chế hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng đem bán. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương chiều ngày 22 tháng 9 cho biết, đang tạm giữ 324.000 bao cao su đã qua sử dụng đang được tái chế để bán ra thị trường. Trước đó, đội quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý Thị trường Bình Dương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra căn nhà trọ tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Lực lượng chức năng đã phát hiện 324.000 chiếc bao cao su đã qua sử dụng, chứa trong các bao ni lông đang được tái chế lại để bán ra thị trường. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ lô hàng là Phạm Thị Thanh Ngọc, sinh năm 1987, quê Nghệ An, khai nhận thu gom số bao cao su trên từ một cá nhân. Sau đó, Ngọc đưa về phòng trọ này để xúc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại, tạo hình như mới rồi đem đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ. Vietnamnet sẽ liên tục cập nhật tin tức thời sự trong các bản tin tiếp theo.